Kính thưa sư, con đọc chú giải người và cõi có đoạn: Đế Thích Thiên Vương chuốc rượu loài Atula Thiên, xong ném họ xuống chân núi. Con bỗng nghĩ, ủa alo, Đế Thích Thiên, đây là chú sứ của Atula Thiên, sao tự nhiên chuốc rượu người ta rồi ném người ta xuống vậy? Con nghĩ thế, thưa sư, xin sư giảng giải về sự kiện này. Các bạn đặt câu hỏi cũng khá là thú vị ha. Nói như vậy, nếu như mà quý vị chịu khó đọc á, thì quý vị sẽ thấy là cái chỗ mà Atula Thiên mà bị quăng xuống á, do cái phước của những vị này, cho nên cái chỗ ở dưới cũng y như là ở trên cõi trời, nó không khác một chút xíu gì. Các cái vị Atula Thiên á, sau khi mà tỉnh rượu á, vẫn tiếp tục chơi đùa, vẫn bình thường như là không có chuyện gì, bởi vì đối với các vị này không có gì khác nhau hết. Sư lấy ví dụ là một hôm quý vị vẫn sinh hoạt như bình thường, rồi bỗng một hôm mình phát hiện là cái nhà mình đang ở nó không phải là nhà cũ của mình, mà mình bị chuyển đi từ hồi nào á mình không biết, mà mình xem lại thì mình biết là ủa, mình bị chuyển nhà cách đây 10 năm rồi. Rồi mình tự đặt câu hỏi là trong 10 năm đó mình không có thay đổi cái gì hết, mình vẫn sinh hoạt như bình thường, thì có vấn đề gì hay không đối với quý vị? Nếu như quý vị biết là mình đã bị chuyển qua chỗ khác mà 10 năm rồi mình vẫn sinh hoạt bình thường, mình vẫn không hề hay biết gì cả, thì có lẽ là sẽ có một vài sự bực tức. Ở đây cũng vậy, vốn dĩ loài Atula Thiên khi mà bị chuyển đi thì họ không biết, không có sự thay đổi gì hết, họ vẫn có cái khu vườn rất là đẹp, họ vẫn có cái cây như ý, chẳng qua là khi mà cây như ý nó trổ quả, nó trổ hoa đó, thì họ mới phát hiện là hơi khác so với cái cây như ý hồi xưa, thì họ mới phát hiện ra là mình bị đổi chỗ, cho nên họ rất là bực. Và họ mới đánh ngược lại lên trên vua trời Đế Thích, thì hai bên mới đánh nhau. Sư nghĩ là chủ yếu là do bực thôi, chứ còn mà thực chất thì họ không có bị ảnh hưởng gì. Và khi quý vị có đọc ở trong chú giải của kinh Ngọn Cờ á, quý vị sẽ thấy là cái sự đánh nhau của loài Atula Thiên và chư thiên cõi 33 nó thú vị lắm. Tức là hai người không phải là cũng cầm đao kiếm, nhưng không phải là lao tới chém giết nhau đâu. Bởi vì nếu như mà hai người khởi tâm sân với nhau nha, là cả hai đều chết. Cho nên là hai vị hai bên đánh nhau vui lắm, đứng kế bên nhau, đứng gần nhau, thì cái phước của ai nhiều hơn thì cái hào quang người đó sẽ lấn át người kia, mà người kia khi hào quang bị lấn át thì sẽ lui lại. Cứ như vậy đó, đẩy nhau bằng hào quang của phước, chứ không phải là dùng cái vũ khí để mà tấn công nhau. Cho nên phải nói là một cái cuộc chiến tranh rất là lịch sự, phải nói như vậy. Chính bởi vì như vậy đó, hai bên thì thực tế mà nói thì cõi Atula Thiên không có một cái sự thiệt hại gì thực tế. Còn cái chỗ ở trên đó thì mình chỉ đơn giản là người có nhiều phước hơn thì ở thôi. Bởi vì nếu như Atula Thiên mà có nhiều phước hơn vua trời Đế Thích thì hoàn toàn có thể lên trên đó, rồi vua trời Đế Thích thiếu phước thì sẽ bị đẩy xuống. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Không biết về vấn đề này Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, thưa Đại Đức, thưa quý vị, cũng rất cảm ơn Đại Đức Hạnh Tuệ giảng giải rất là rõ về cái sự kiện, có nghĩa là từ đầu á, từ đầu cho đến chi tiết đến cuối, giữa cái câu chuyện giữa Thiên Chủ Sắt Cá và các vị Atula Thiên này. Đây là một câu chuyện rất là hay. Chính vì câu chuyện này hay, Đại Đức Hạnh Tuệ có nói với vị đó, có nghĩa là trong cái sự kiện này, ở trong Tương Ưng,
Chính xác là từng tập 1, từng sắc cá có mô tả rất là chi tiết, quý vị có là có thời gian vị nên nghiên cứu qua cái bài kinh này. Bởi vì sao? Thưa quý vị, giữa sự kiện á, đánh nhau giữa binh đoàn của thiên chủ sắc cá và các binh đoàn của Atula thì có một chi tiết như vậy mà khiến á, cho bài kinh Ngọn Cờ là một bài kinh Barista, tức là bài kinh hộ trì. Có một chi tiết như vậy là khi mà đánh nhau như vậy đó thì cái gọi là binh ha, binh 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 chủng của binh binh chủng của chạy sắt cá đi, thì có sự hoảng sợ, có sự hoảng sợ sợ sệt, thì ông thiên chủ sắt cá mới nói là khi nào mình sợ sệt á hãy nhìn lên cái ngọn cờ của ta, giống như cái hình ảnh ta đang hiện hữu đây nè, ta là vẫn còn sống, vẫn còn nguyên hoài quay lực đây nè, cho nên đừng sợ chứ á, đại loại cứ ấy thôi, cứ đánh thôi nhá. Thì Đức Phật này mới nói là cái việc mà làm của sắt cá như vậy, thưa như vậy á, thì thật sự là không có khiến cho quân lính của ông á là bớt sợ hãi. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân ông á, bản thân ông của chạy sắt cá, ông vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, vẫn còn sợ hãi, thưa quý vị. Thì Đức Phật ngày mới nói á, là nhưng mà Như Lai, như là Như Lai đây à, khi mà các vị tỳ kheo, tuy là bài bài cái bài kinh đó nói là vị tỳ kheo, nhưng mình phải hiểu là dạy cho cả hàng cận tỳ kheo ni, cận sư nam, cận sư nữ đó quý vị. Khi mà mình có cái sự sợ hãi á, những cái sợ hãi như sợ hãi này nói chung đó, trong cái cuộc sống mình à, trong cái vấn đề tu tập mình đó, thì mình hãy niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng à. Thì cái vấn đề niệm á, sư đã nói rất là nhiều nha, chứ không phải mình niệm cái kiểu mà niệm cái thần chú nghe vậy. Niệm mình phải hiểu được ân Đức Phật là như thế nào, Phật có nhiêu ân đức, pháp có nhiêu ân đức, tăng có nhiêu ân đức, và mình bao gồm nhân đức gì, và thì theo cái trình độ niệm mình nữa. Tại vì ngay cả vấn đề mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thưa quý vị, cũng là đề mục tu thiền Samatha, tu thiền chỉ và đạt đến cần định, thưa quý vị đó. Cho nên mình phải lưu tâm đó. Cho nên vậy tại sao á, cái bài kinh Ngọn Cờ là một bài kinh Barista, bài kinh hộ trì cho mình khi mình có sự sợ hãi, gặp những cái sợ hãi rủi ro ngay trong cuộc sống á, thì mình áp dụng bài kinh Ngọn Cờ này à. Thì trước khi kết thúc phần trả lời này á, thì sư đọc qua cái bài kinh này thì có một cái đoạn kệ cho quý vị, để quý vị hiểu rõ hơn về cái tính quan trọng á, tính quan trọng của bài kinh Ngọn Cờ mà Đức Hành Tuệ có nhắc. Đoạn kệ như vậy: vậy này các tỷ kheo, như vậy tư niệm Phật, tư niệm Pháp và tăng, sợ hãi hay hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược không bao giờ khởi lên. Cũng mong quý vị sẽ tìm hiểu sâu hơn về bài kinh Ngọn Cờ này mà mình học và mình hành trì theo để đạt được sự lợi ích trong hiện tại và trong tương lai. Và xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Thì như sư nói đó, nói chung thì mình đọc thì mình thấy thú vị, chứ còn cũng đừng có nghĩ nhiều quá. Giống như là mình chạy cái xe thì mình cũng chạy bình thường, ngày nào mình cũng chạy cái xe, mình đi làm cũng chạy cái xe, mình đi học cũng chạy cái xe, mình đi chơi. Thì tới một ngày nào đó tự nhiên mình phát hiện ra là cái xe mình đã bị đổi rồi, nhưng mà đổi y chang nhau, nó không khác gì hết. Hoặc là mình lấy bà vợ. Rồi thì một ngày nào đó thì mình phát hiện cái cô vợ mình á, có tâm sự là em nói thiệt với anh là em á, là cái đứa em sinh đôi của vợ, nhưng mà em ở với anh 10 năm rồi, tại vì 10 năm trước là cô chị em là cổ chết rồi, thì em thương chỉ, em hứa chỉ, cho nên là em thế chỉ, thì em ở với anh 10 năm rồi, cũng hai ba mặt con rồi, mà anh không biết cái gì hết trơn. Hôm nay em kể với anh thì hình như là anh chồng anh cũng không có ý kiến gì đâu, chứ nói thiệt á. Cho nên là đừng có lo quá ha. Thôi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.